Chào. Chào. Cá. Dạ. Nhà. Dạ. Ông. Ông. Bà. Ba. Cô. Ba. Chú. Ba. Và. Dạ. Các. Dạ. Bạn. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Vỗ tay. Dạ. Mẹ đang rất buồn. Em đâu? Em đâu? Anh ra. Em đây. Rồi ba đâu? Ba có em không? Ba. Ở đây thì mình có tôm sú biển á cả nhà, 1.350.000 một ký. Mình nuôi bên chị Thái nhà biển á, mình sẽ hấp cái này với lại nước dừa mình ăn mì gói nha. Cái này cỡ 10 con á cả nhà, hồi nãy nó còn sống hết trơn nhưng mà mình bận á nên là nó đã đai rồi, nó bự hết cả nhà. Mình hấp với lại nước dừa. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Phối Cô Mập Bé Kim với lại Bánh Mì nha. Bánh Mì nè, bà dạy nè, con nói đi. Xin. Xin. Cái gì vậy? Xin. Nè mày. Bà nói lớn quá. Mày, xin. Chào. Cá. Dạ. Nhà. Dạ. Ông. Ông. Bà. Ba. Cô. Ba. Chú. Ba. Và. Dạ. Các. Dạ. Bạn. Yeah. Wow. Yeah. Vỗ tay. Nói cảm ơn đi. Cảm. Cảm. Rất dạ. Công nhận luôn cả nhà, mấy chị nói là tới một độ tuổi nào tự nó nói là nó nói rồi. Giờ nó nói mà không, mình nói tiếng mà nói tiếng, mình nói bên Tây Ban Nha nó nói tiếng ở Việt Nam. Kiểu như là nó nói theo miệng nhưng mà nó cũng hơi hiểu rồi. Thì hôm nay Mập với Bé Kim với Bánh Mì mời cả nhà ăn mì gói với lại tôm với lại mực nha. Nhưng mà tôm hôm nay xịn lắm nha cả nhà. Tôm sú biển. Rồi. Với lại mực trứng. Mì cảm ơn nha. Hai cái này thì ba với mẹ Mì mua ở bên cô Thái nhà biển á cả nhà. Không biết nhiêu tiền á, cô Thái nhà biển chưa tính nữa. 1.350.000 một ký tôm sú biển. Còn cái này không biết. 10 con thì nãy em có nói. Nói đi, nói đi. Kề ba nè, nha. Bây giờ ba lột cho con tôm nha. Ok. Thì gì nè, hồi nãy giờ thì có oxy luôn mà còn nó còn nguyên dạng, nhưng mà tại vì đợi lâu á, đợi Mập đi quay về lâu á nên là nó đã bị ấy rồi cả nhà. Mình xích chưa, và cảm ơn Bánh Mì nha. Bánh Mì biết nói chuyện sớm quá, đỡ tốn tiền đi học nói. Không, đi học nói 300.000 buổi á. Học được 2 buổi, 1 buổi 500. Nhưng mà cả nhà, 300. Cả nhà mà cô chú có ai bất ngờ khi Bánh Mì biết nói chuyện mà không biết nói cái gì không? Nhưng mà nói được vậy là Mập cũng mừng lắm rồi cả nhà. Bây giờ con nói nè. Bây giờ này con thương ma không? Vẫn không. Nói thương đi. Thương đi. Nè, đưa cho mì ăn đi, em đưa làm sao em đưa đi. Dạ. 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 Cho con nè. Ăn mấy? Con tôm. Sợ hả? Nè, dạ. Tôm bự quá sợ. Ăn được mà, mẹ gì mẹ. Không thôi đưa mực đi. Vui quá cả nhà ơi. Đứa đâu mốt hai chị em nói chuyện lượt rồi chứ. Ai ngờ giờ Bánh Mì biết nói chuyện rồi. Mừng quá. Vậy không con cầm á. Con cầm á. Con tôm sú á. Con tôm sú á nha. Mà nó phải bự nha. Mình ăn á là nó theo ý kiến riêng của Mập á cả nhà, là nó có thể ngon hơn tôm hùm luôn á. Trời ơi, ngon dữ ta. Ngon dữ ta.
nè bầu. Cảm ơn. Ừ. Không có chi. Cái này nãy 1 kg đúng không? Trời ơi. Ngon ha. Ngon. Ôi, hồi ăn mất cái đuôi kìa. Bắt giờ hả, lấy bầu viên vô. Ừ. Cái gì, con nói gì? Thấm ngon. Bé Kim được 1 lít bò viên cá lụa. Với lại 1 lít lạp xưởng. Cái nhà mua quá trời mua luôn. Ừ. Nhưng mà cả nhà biết không, bữa là bác Kim chuẩn bị nha, là làm cái hình á, xong ghép số điện thoại vô á, thì tới sáng hôm sau á phát hiện là số điện thoại thiếu một số. Ý vậy mà cả nhà mua quá trời điện thoại á, xong sửa lại được á trên Facebook, còn YouTube không biết có sửa chưa nữa. Có mà mấy chị điện không được á, cái comment nói là nó phát hiện ra không hay là cũng không biết luôn. Em mốt qua mập hứa với cái nhà luôn là khi mà đi quay thử thách ở ngoài hoặc là đi quay cái gì ở ngoài á, cái dài clip mà mập sẽ quay ở nhà chung gia đình chứ không có tần suất mà nhiều giống như bữa giờ nữa, tại vì Sài Gòn bây giờ nó cũng bớt thử thách rồi. Ồ, bà nói gì vậy trời? Nào, con tôm sú này là bự nhất luôn nè. Thôi ăn đi, anh có nè. Mẹ là phải hơn bánh mì á. Không có mẹ là không có bánh mì đâu. Mẹ đang rất buồn. Ừ. Em đâu? Anh đâu? Em đây. Rồi, ba đâu? Ba có em không? Ba rồi. Ừ, ba. Nè, ba mời bà cô chú với bánh mì ăn mì nha. Chưa mà. Trời ơi, cười. Cười tôi ghê luôn á. Trời ơi, nước tôi hả? Trời ơi. Không nhận có nít đó. Thấy vui nhà vui cửa lắm cả nhà. Giống như clip này mình có thể ghép mấy cái hình mà mình chụp qua bánh mì cười tươi ta. Ừ, được rồi. Đây là vậy thì để bác Kim sẽ nhắc anh Mập ghép cái hình đó vô cho cái nhà coi ha. Mình mới chụp hình bầu không? Ba đứa đi chụp hình bầu. Rồi bánh mì với bác Kim. Cái Mập. Nào có mấy tấm hình bánh mì đó. Nó cười tươi mà thấy cưng lắm luôn cái nhà. Nói quay lý phụ ba được rồi đó. Đây là muối sữa, nhà má Kim có bán luôn cho cả nhà. Thế mà cái nhà mua gạo muối thì có tặng kèm. Và mua 2 con thì tặng 1 chai. Mua 3 con thì tặng 1 chấm chéo. Còn má Kim bán thì là 40.000 với lại 50.000 một hũ. Ngon lắm. Bữa giờ bé Kim có ai đầu chị Tiên không bé Kim? Chị Tiên hả? Chị Tiên giờ anh thấy Sapa TV á. Sao hả? Anh thấy em đang bắt chước chị á. Ừ. Chị Tiên ấy giỏi lắm á nhà. Kinh doanh là một tay của chị á. Thôi nói chung là mình thấy ai giỏi mình học hỏi, mình idol rồi đó. Đúng rồi. Cũng bình thường gì đâu. Có khi mà người tốt mà mình học được thì mình cứ học thôi. Chứ bé Kim với bé Kim mà không ngại cái chữ mà gọi là bắt chước. Ừ. Dạ. Mày, nhìn bên nào. Nhìn bên nào. Ừ. Ừ. Bạn
Con không ăn hả? Dạ dạ dạ. Nào rồi miệng đi. Ra miệng đi. Không ăn nữa hả? Không ăn nữa, đưa anh này nè. Rồi, vậy là không biết làm gì đây. Làm hiện nay nè. Ngứa không? Rồi à đi. Hôm nay thì bán hàng là chuyện của bác Kim. Hồi mấy ăn mật không? Thì là trả sạp điện tự đi gửi. Gửi mà ví dụ như ngày nào được 2-30 cục hàng á, gửi một chuyến không được á thì đi 2-3 chuyến tự gửi luôn cả nhà. Thì anh Mạch đi quay chứ không phải là không làm. Xong rồi tới bây giờ bụng bự rồi, 8 tháng rồi. Cái là đi nhờ cô chở phụ hoặc là kêu xe gáp chở. Rồi bác Kim sẽ bút một chiếc xe khác đi theo để dán tem, cái tem lên cái mã đơn lên cái cục hàng á. Đó, mà bây giờ bác Kim vẫn đi gửi hàng nha cả nhà. Nhưng mà đi bằng xe gáp. Ngon quá. Thôi nhưng mà mì này hơi cay con. Ăn ít thôi. Cho với bánh mì miếng mực đi, cái đuôi mực đi. Ăn không? Ăn. Không là ăn đó. Nhớ hồi dịch hai đứa mình ở nhà bán hàng á. Lúc mà em có bỏ bánh mì đó. Là nói đi con, nói đi. Là cũng làm nhưng mà mình không có đi ha. Tại vì lúc đó shipper có nhà lấy. Đâu có đi đâu đi. Nhưng mà làm đồ nhiều lắm luôn. Còn cực hơn. Mà lúc đó đi. Công nhận nó thiên thời đi lợi luôn á. Gặp đúng ngày mùa dịch, đúng ngày anh shipper, đúng dễ thương luôn. Chứ không thôi là cũng mình gặp 3-4 người shipper luôn á. Mà dễ thương mà hiền á. Chứ không thôi là cũng ấy rồi. Mày. Mày. À bà đi. Dạ. À. Dạ. Dạ. Ăn nữa hả? Ăn nữa đi. Ăn nha. Ăn nha. Dạ. Ngon không? Dạ. Rồi, ăn đi. Cho ba ơi, mẹ ăn nhiều rồi. Con kêu ba chứ con nè gì? Ba. Ừ. Trời ơi. Trời ơi. Ngồi không? Ngồi xuống chơi. Nước hả? Không ngờ gái tôi biết nói chuyện luôn trời. Cho em biết đấy. Không ngờ gái tôi biết nói chuyện luôn trời ơi. Dữ thiệt. Cả nhà thấy vui không cả nhà? Chắc là hôm nay bánh mì nói chuyện nha. Là cả nhà sẽ bất ngờ lắm. Bánh mì nhá. Mà ý nó chưa gành nữa. Nhưng mà những lúc như thế này là không biết 11 kiếm ở đâu ra luôn á. Thiệt luôn á. Nên bây giờ cũng có nhiều anh chị cũng phát giác ra được là nhờ YouTube mà lưu lại được là những hơi bị VIP như thế nha. Nhưng mà bánh mì mới nói được khoảng 5 bữa nay cái gì. Là dạy cái gì cũng nói heo. Thôi không ăn nữa rồi anh. Ôi. Hứ. Mẹ nói đúng không? Đúng không? Giờ gì mà lâu quý hả? Ngon quá. Ủa cười gì vậy? Thì em giỡn vậy. Thấy đâu cái gì mắc cười, sắc cười á. Cười xạo đúng không? Cười nịnh hả? Ngon quá. Ngon. Trời ơi, sao đừng nuốt tôm không? Trời ơi, thôi đi. Mày. Mà con chú là đó. Xuống đi, hồi xuống đi. Ngoan lắm. Nghe cháy rồi. Gặp ai mang tiếng là sợ lắm. Cái hàng quay phim cho mập á, nó bị cận á, nó mang tiếng á, thấy không?
Một tháng mấy, hai ba tháng mà mở gắn còn sợ. Ngon quá, ngon quá mì ơi. Ngon. Bé nè bà. Nè. Ăn mì á hay ăn hủ tiếu á cũng phải hút hết rồi. Thôi đừng có quýnh tôi nha, quýnh tôi là bị ra đó. Thì nó không ngoan đó. Nói thôi hay kêu bánh mì quýnh ba đi, quýnh ba đi mà. Ngoại đâu rồi hả? Mà tao nói bé nó đang kiểu như nó đang nhìn nó bắt chước đấy nha. Làm gì cũng bắt chước hai mày ha ha. Bữa đó ba đứng gãy đít mà nó còn mất trước luôn mà. Mất trước không hả? Thôi bây giờ ba hát con múa đi. Đúng không? Ba cô dạy em bài dục bùi sen. 1, 2, 3, 4 hít thở, thở, thở. Hai tay đương trời, hai tay ngang bờ vai, hai song song trước mặt, vươn cả hai tay, yeah. Rồi gì nữa? Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta thương nhau nhất, sao lại nhớ nhau là cười. Khóa ra bên phòng này lắm á. Ở bên này mát mẻ đó nha. Tại vì nó chỗ là tôi dựng clip á. Còn ở dưới bếp kim thì tiết kiệm điện, không có mở máy lạnh nên nó còn nóng được. Qua đây là mát mẻ. Lâu lắm mới được ăn cơm sú ngon vậy. Ăn hai rồi. Con mực. Chắc bữa nay không ai coi ba với mẹ đâu mì ơi. Ăn. Ui. Thôi. Con nó lớn á. Nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ con mẹ đi. Con hôn mẹ đi. Con hôn mẹ đi nè, hôn mẹ cho cái cho ông bà cô chú thấy nè. Không mẹ. Nó không bà con chú ấy, nó biết cái bye bye á. Không mẹ. Thơm không? Thơm. Thơm, không ba. Vậy người ta nói thơm á. Không ba. Gia đình lâu lâu mới được con clip con tối hè như thế nào. Có nhiều người thích á, thì người ta sẽ nói là trời ơi mì cười á, cưng quá. Có nhiều người không thích nói trời ơi lên đây coi cha con mày giỡn. Ngồi xuống. Ngồi xuống nè. Ngồi xuống anh thôi giận á. 300 mượn gì vậy? Chứ bắt người ta ngồi nhìn sao được. Mượn gì vậy? Mượn thợ em. Rồi mặt cho mượn thợ rồi. Ba. À đúng rồi, giờ con nói rồi. Ba con là gì? Mập gì? Mập gì? Mập gì con? Mập gì? Mập.
Food. Rồi bây giờ con nói lại nha. Mập gì? Con nói đi, mập. Food. Mập chút. Cưng quá à. Ngại hết chưa? Này cho sâu chuỗi nè. Mập chút. Chút. Thường lắm. Ba tên gì? Ngon quá. Mập gì con? Hồi đó lên ngồi cà liếc xong rồi ngồi im ai cũng khen cho. Bây giờ hả lên nói chuyện quá trời. Rồi cả nhà sẽ nói là bánh mì ồn ào quá. Tối ngủ á, nó Kim hay la là ngủ chưa. Xong á, mẹ ơi, mẹ. Kêu con về quá. À con kêu mẹ ơi. Hôm nay là con biết nói chuyện á, mẹ muốn khoe với cả nhà á, khoe với mọi người á, nên là con nói đi. Con kêu mẹ ơi. Mẹ. Mẹ gì? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Nướng được không? Nướng. À, kêu mẹ ơi. Rồi ba đi á thì ba đâu rồi. Đúng không? Gì? Rồi. Cái canh nước nè, bự quá. Dạ đã ngon. Làm nguyên một ca này uống mới đã. Uống đã. Nhưng mà bánh mì vậy là ngoan lắm á. Ờ, đúng rồi. Gặp nít người ta là không có ngồi được vậy đâu nha. Thôi một liền từ khi biết ngồi 6 tháng tuổi mà. Thì thôi nhỏ Yên nghe bà nói chuyện à. Bính nhỏ hay vậy dữ á, dữ á. Thì cái nhà thì hôm nay lâu rồi là cả gia đình không xuất hiện chung một clip, thì hôm nay nhân dịp là bánh mì biết nói chuyện thì cũng lên muốn phe cái nhà, với lại ăn cái món này nó cũng đơn giản nữa. Cái lên cho bánh mì tấu hẹn xíu nha. Thì mong cái nhà đừng có nói bánh mì ồn ào nha. Cái nhà không cảm cái sự ồn ào trong clip này nha. Thì, Mập food đi. Kìa, chuẩn bị chào kìa. Bây giờ, thì cảm ơn đi. Cảm ơn. Thôi, giờ hết nghe rồi đó. Thì rất là cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập với lại bé Kim với lại bánh mì nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà yêu thích thì hãy comment ở phía bên dưới để cho Mập biết, để mai mốt Mập sắp xếp cho bánh mì lên clip nữa nha cả nhà, giống như con khỉ đột gì đó. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Bye bye, bye con. Bye kìa. Bye bye. Trời ơi. Thôi con dạ rồi, Yeah, bye bye. Rồi xong.